Dạ xin chào cả nhà. Dạ hôm nay em sẽ kênh của em sẽ giới thiệu tới cả nhà một căn nhà là diện tích là 4 x 17, giá nó là 1,750 ha. Thì đây là các khu vực xung quanh của căn nhà nè. Thì khu này gọi là khu dân cư hiện hữu rồi nha. Nhà người ta mọc lên cũng nhiều rồi. Thì kế bên là nó còn vài lô đất nữa nha. Thì cũng chuẩn bị xây nhà. Giờ đây là bề ngang căn nhà nè. Dạ thì mặt trước thì chủ nhà ốp gạch rồi nha. Đây, cửa thì cửa kiến. Chung là khu này rất là thoáng mát ha. Phía trước là có nguyên cánh đồng rồi. À, đây là phòng khách của căn nhà nè. Dạ không sao đâu chị, bình thường mà. Nói chung là cái phòng khách thấy nó cũng rộng nha. Chiều dài này là 4 mét thôi. Phòng này là 16 mét vuông nha. Đó là phòng khách á. Thì nói chung là phòng khách 16 mét vuông là cũng rộng á. Dạ. Chủ nhà trang trí cũng thấy cũng gọn. Phía sau đây là có 3 phòng ngủ. Đây là phòng ngủ đầu tiên. 3 phòng ngủ thì diện tích nó bằng nhau hết nha. Đây là phòng thứ hai. Thì diện tích nó bằng nhau hết. Những ai mà gia đình nào mà có hai vợ chồng ba đứa con hoặc là có hai vợ chồng với lại cha mẹ hai đứa con này ở được hết nha. Đây là phòng bếp nè. Thì phòng bếp thì cũng nói chung cũng rộng á. Đây là hai toilet đối diện nhau luôn. Này là toilet, còn này là phòng tắm này. Này phòng tắm thì hai cái thì diện tích nó cũng ngang ngửa nhau thôi. Chỗ này là chỗ chủ nhà để cái máy giặt. Anh đi vô bếp gì? Nha, bếp thì có cái kệ bếp dưới thôi. Trên và cái có quạt thông gió này. Mấy cái này là hồi chủ xây là chủ tự trang bị hết nha. Này trần thì thạch cao. Đây, bây giờ mình sẽ dẫn quý anh chị lên phía trước của ngôi nhà nha. Nhà bếp nữa có cánh cửa. Cửa này cửa phòng bếp. Dạ. Dạ cái hành lang nó được 1,5 m không chị? À 1 m à, 1 m lọt lòng không? À dạ. Ủa nở hậu nhiêu chị? À cũng 4,1 m phải không? Dạ. Này là ngang 4 m, đuôi nữa hậu 4,1 m nha quý nói chung là mỗi một phòng là ngang 3, dài 2,5 m ha. Thì mỗi phòng đều có cái kiến cái cửa thông gió hết. Phòng nào cũng có cửa thông gió hết. Thì ánh sáng là rất tốt nha. Phòng khách thì rộng rồi. Nhà này nhà mới xây thì cũng ra cái mọi thứ đều mới hết nha. Có gì hết, chỉ có đồ vật dụng của chủ nhà thôi. Dạ em xin kết thúc video clip đây nha. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video của em ha. Thì quý anh chị nào yêu quý kênh mà chưa có đăng ký kênh á thì nhớ đăng ký và cho một like giúp em nha. Còn quý vị nào đã đăng ký rồi thì tiếp tục theo dõi video đi. Thì giờ sau này của em ha. Dạ em xin cảm ơn kết thúc clip này.